À, kính thưa quý vị, tôi là Nguyễn Ngọc Mùi, phụ trách một cộng đồng, đặc biệt là tiểu bang Cali. À, thưa quý vị, thì sắp sửa là ngày 5 tháng 11 rồi, tức là xôn xao lắm từ cái cuộc bầu cử tổng tuyển cử, trong đó là có chức vị cao nhất là tổng thống và thấp nhất là như City Council, rồi trong đó có giám sát viên quận hạt, rồi ủy viên vân vân. À, thưa quý vị, thì hôm nay chúng tôi có một vị khách. À, mà vị khách này á, thưa quý vị, đã gọi cho anh em chúng tôi làm cái hẹn lâu rồi, mà thực sự ra tòa soạn rồi đồng thời truyền hình đó, rất là bận rộn lắm, do đó không không thể sắp xếp cái thời gian cho Betty Dương lên được. Và chúng tôi cũng mở rộng tất cả mọi ứng cử viên mà hiện có ở tại San Jose, đặc biệt là miền Bắc Cali, thì là ứng cử viên nào bất cứ ở cái level nào thì gọi cho chúng tôi làm cái hẹn, và chúng tôi sẽ sắp xếp cho quý vị lên để trình bày những cái tư tưởng của mình, những cái nguyện vọng của mình và đồng thời mục đích của mình đến với cử tri, đúng không? Thì thưa quý vị, Betty Dương, tức là một trong những ứng cử viên giám sát viên quận hạt Santa Clara, đã gọi cho anh em chúng tôi và đồng thời đích thân đến tòa soạn nữa và làm cái hẹn, nhưng cho mãi cho đến hôm nay mà chúng tôi có thời gian để mời Betty Dương lên phải miễn sao nào. Thì trước tiên thì tôi xin giới thiệu, đây là ứng cử viên giám sát quận hạt Santa Clara, và bên cạnh của Betty Dương là số năm thì quý vị đã biết rồi, tổng giám đốc thứ nhất là Nhật báo Cali Today, thứ hai là truyền hình Việt Nam, và xin trân trọng giới thiệu quý vị và xin mời Betty Dương để gửi lời đến là khán thính giả đồng thời cử tri của quận hạt Santa À, Clara, dạ cảm ơn và chú. sau đó là mời năm. Dạ mời anh. Dạ, Betty Dương xin kính chào khán thính giả của chương trình Cali Today và xin chào cử tri quận hạt Santa Clara khu vực 2. Xin chào quý vị. Mà hôm nay anh Nam thấy Betty Dương về về hoa lạ đẹp quá. Không thấy 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 cậu ra bớt lo lắng hơn. Trước bầu cử mình có gặp, nhưng mà trước bầu cử thấy cậu hơi âu lo nhiều thứ quá. Thấy phải chạy đi khắp nơi khắp xứ rồi làm suốt ngày suốt đêm, ăn uống thì ít, ngủ ngơi thì ít. Kể cả con cũng ít gặp nữa mà. Thì bây giờ thấy cô trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn. Cảm ơn chú. Nhưng mà có điều này nè, cô biết hôm nay cô ngồi chỗ này chỗ gì không? Cái ghế cô đang ngồi ghế gì không? Hot seat. Không phải hot không mà lucky seat. Lucky seat. Lucky seat. Tại vì những người ngồi tại chỗ của cháu bây giờ họ đã đắc cử hết rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ví dụ như tôi chú kể Nam kể con nè, là thứ nhất là ông Ron Gonzalez, Là cựu thị trưởng San Jose. cựu thị trưởng thành phố San Jose, ông là người Mẹ, đúng không? Bây giờ ông là bạn thân của chú. Thứ hai là nói về San Jose, sau đó là tiếp nối Sam Ricardo đúng rồi. cũng ngồi chỗ cháu, và chắc rít đấy chứ. Ông chắc rít, không, nhưng mà chắc rít thì mình không giúp nhiều, mình nói người mình giúp mình nhiều thôi. Nhiều. Sam Ricardo ngồi cũng ngồi chỗ này, rồi ai nữa? Matt Matt Mahan, Mayor Mahan, đúng Matt rồi. Matt Mahan, you have experience. Yes. Okay. And then ai nữa? Một người mà ngồi ghế này nhiều nhất bao nhiêu nhiệm kỳ á, là anh biết ông nào hả? Cựu Jose Estevez. Cựu thống đốc Jose Estevez ở Mibitus. Jose Estevez. Cho mày cái chỗ tôi ngồi. Rất là may đây mắn. Là cái may mắn và cái huân. Thì ngày hôm nay mở đầu cho chiến dịch tranh cử đợt tới tháng 11. Cháu là người đầu tiên ngồi chỗ này. Dạ cảm ơn Chú chú. tin chắc là cháu sẽ get a Yeah, very lucky và cháu hy vọng cháu luck. sẽ work very hard. Và chú tin chắc là như cái nhìn ngược lại đó, thì không phải chú cháu get the luck from the community, mà the community cũng get the luck from cháu. Cháu hy vọng như vậy, đó là cái Bởi hy vọng vì lớn của cháu. trong nhìn chú làm như vậy rất là nhiều đời của các vị dân cử. Nhiều lúc ta hứa xong ta quên, ta không có nhớ. Mà cháu tin là chú tin rằng cháu là cái người hứa và nhớ lời hứa của mình. Dạ đúng. Và trên làn sóng này cháu đã từng hứa là vì người Việt, Dạ. cho người Việt và bởi người Việt của mình. Dạ. Thì chú tin rằng nếu cái chức mà cháu làm chức giám sát đó, thì chức giám sát mà cô đang tranh cử thì chức giám sát địa phận cái quận hạt Santa Clara. Mà đây là một cái record đầu tiên, cái kỷ lục đầu tiên là có người Việt làm giám sát viên. Dạ đúng. Bảo ai chăng nữa thì ghế này cũng đoạt lọt tay người Việt. Dạ. Mà như vậy là trong suốt 49 năm tôi sống tại Hoa Kỳ, đây là lần đầu tiên chỉ có người Việt đoạt cái chức vụ này. Dạ đúng. Dạ đúng. Và chú nghĩ rằng trong cái đợt đua ở vòng sơ bộ đó Dạ. thì cháu dẫn đầu. Dạ đúng chứ.
và cái dẫn đầu 1,000+ phiếu cho ông? À, hơn 1,200 phiếu cho dẫn đầu. Và nếu cháu giữ được cái record đó thì cháu sẽ thắng. Cháu sẽ, mà rất là đặc biệt chú ơi, tại vì sang năm á, là 50 năm kỷ niệm người Việt Nam tị nạn tới Mỹ đây, mà sẽ là năm đầu tiên có người Việt Nam ngồi chức giám sát viên của Cộng hòa Senator. Tôi muốn nói câu này, cô Betty Dương phải mang ơn quý vị, bởi vì sao? Lần đầu cô làm cho cái, cô làm luật sư, cô làm cho quận hạt Santa Clara giúp người đồng rất nhiều, nhưng giúp với tư cách là người nhân viên quận hạt. Dạ. Chứ không phải tư cách là người ứng cử viên. Dạ đúng chứ. Bà quý vị biết cái trân trọng cái tấm lòng của cô, quý vị quý mến cái sự đối xử của cô, cho nên cô ra lần đầu tiên tranh cử. Đây là chức tranh cử đầu tiên của cô, nhưng ra được đầu tiên trong 5 người dự đua, trong đó những gương mặt rất là lớn của người mẹ, người Việt rất là lớn. Và quý vị đã tin cổ, thương cổ, yêu cổ và dành lại phía cho cổ, và cổ đã về đầu. Thì ngày hôm nay một lần nữa tôi muốn mời cổ lên đây để nhờ cổ một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị. Đó là mở đầu của chuyện hôm nay. Làm lời cảm ơn trước phải không con? Dạ đúng chứ. Cảm ơn chú đã cho cháu cơ hội để cảm ơn quý cử tri. Thưa quý vị ơi, Betty là lần đầu tiên ra ứng cử, là ứng cử viên lần đầu tiên. Tuy là Betty đã có rất là nhiều năm kinh nghiệm tại quận hạt Santa Clara và nhiều năm kinh nghiệm phục vụ cho cộng đồng, đây là lần đầu tiên Betty quay ra dám ra ứng cử, và quý vị đã thương mến quý Betty, đã giúp Betty, đã khuyến khích Betty. Bao nhiêu người lúc Betty ra ngoài đường gặp là đều nói lời đẹp với Betty, nói là cô cố gắng lên, cô tiếp tục đi, cô đang làm đúng đó, cô đang làm giỏi. Và những lời khuyên đó, những sự ủng hộ đó làm rất là ấm lòng cho Betty, nên chỉ có đủ sức để tiếp tục mỗi ngày để đấu tranh, đang cho thắng được cuộc đua này. Cho nên quý vị, và đúng ngày 5 tháng 3 trong ngày bầu cử sơ bộ, quý vị đã lựa chọn Betty đang cho người dẫn đầu. Đó là cái điều mà Betty rất là overwhelmed, là rất là cảm động, là cộng đồng người Việt Nam của mình đã nuôi dạy Betty, đã giúp cho Betty hiểu rõ hơn về cộng đồng và giúp Betty làm việc tốt trong nhiều năm nay. Bây giờ là chịu lựa chọn Betty để làm người giám sát viên, người Việt Nam đầu tiên tại quận hạt Santa Clara. Betty sẽ không bao giờ quên, lúc nào cũng sẽ nhớ và mang ơn cộng đồng của Việt Nam của mình tại quận hạt Santa Clara. Và xin quý vị một lần nữa ủng hộ Betty để cho Betty có thể thắng được ngày 5 tháng 11 2024. Cảm ơn quý vị. Anh Mười có ý kiến gì không? Kính thưa quý vị, thì nếu như mà nói với quận hạt Santa Clara, đặc biệt là miền Bắc Cali, thì chức mà giám sát quận hạt đã gần nửa thế kỷ rồi, 49 năm rồi, bây giờ 50 năm sang năm phải không? Thì chưa có một ứng cử viên Việt Nam lọt vào đội trường. Thì đây là lần đầu tiên thưa quý vị. Thì bây giờ đặt câu hỏi thế này cho Betty Dương này nhé. Ok, Betty Dương biết lý do nào mà cử tri cộng đồng Việt Nam ủng hộ và bỏ phiếu cho, sẽ bỏ phiếu cho Betty Dương? Thì Betty không dám đoán trước, nhưng mà Betty biết là tại vì Betty đã gõ cửa, đi mỗi ngày đi gõ cửa, gia đình Việt Nam đã gõ cửa tới tận nhà, ngày nào cũng phải đi bộ hết đó. Và Betty biết là từ cái gặp mặt đó đó mình mới hiểu rõ nhau hơn, và Betty đã nghe lắng nghe những cái nhu cầu của người Việt Nam là những gia đình ở tại thành phố San Jose, tại quận hạt Santa Clara khu vực 2 đó, là đang cần là mình phải giải quyết vấn đề vô gia cư. Làm sao mình có thể giải quyết được cái vấn đề này? Một là không có an ninh, thứ nhìn là những người đang sống vô gia cư đó là rất là khổ cho họ. Mình làm người, mình thương người, mình không muốn thấy cái cảnh đau khổ như vậy. Cho nên Betty biết là Betty hết mình hết sức sẽ ráng làm việc với quận hạt mình chỉ có thể giải quyết, có thể nâng đỡ lại cái vấn đề vô gia cư, ngăn cản lại cái vấn đề vô gia cư. Và thứ nhì đó là Betty nghe rất là nhiều quý đồng hương đã yêu cầu cái sự an ninh, là cái sự an toàn an ninh trong cộng đồng của mình đó, càng ngày nó càng yếu đi, càng có cái sự lo lắng. Mình có thể là ngày nào mình có nghe tin tức về những người đập kính xe ăn trộm, giật bóp ăn trộm. Cho nên đó là cái vấn đề mình cần phải giải quyết. Và Betty rất là hãnh diện là Betty là ứng cử viên duy nhất được sự ủng hộ của Hội sở cảnh sát của quận hạt Santa Clara, Hội cứu hỏa của Santa Clara, y tá và bác sĩ của quận hạt Santa Clara cũng đều đã ủng hộ Betty, đã endorse Betty. Tại vì mình đã làm sát cánh với nhau cho hơn 10 năm để nâng lên cái vấn đề an ninh. Nhưng hồi nào bây giờ Betty chỉ là nhân viên thôi, bây giờ sẽ có cơ hội để làm người lãnh đạo. Nên cho mình đích thân có thể đưa ra điều kiện là Betty sanh đẻ trong khu vực này, sống trong khu vực này, mà bây giờ là người mẹ có đứa con gái nhỏ đang ráng nuôi gia đình trong khu vực này. Lúc quý vị cần sự an ninh, Betty cũng cần sự an ninh cho gia đình của Betty luôn. Và Betty ở trong cộng đồng của mình cả cuộc đời đã ở đây rồi, cho nên là
cái sự an ninh, an toàn của cộng đồng đó là rất là quan trọng đối với Barry, vì đó là ba má mình, hàng xóm của mình, người làng của mình với nhau, con gái của mình. Và điều thứ ba nữa là Barry nghe nhiều nhất là con nghe rất là nhiều câu chuyện của cha mẹ kể là con cái bây giờ đi lớn lên, học đàng hoàng, có bằng đàng hoàng, lập sự nghiệp, nhưng không có cơ hội đi mua nhà gần đây. Và cái đó là cái đau đớn nhất, là mình đã nuôi con mình tới lớn rồi, công lao để dạy dỗ nó cho đi con đường đúng, bây giờ nó không có cơ hội để sống gần nhà cha mẹ. Nếu mà như vậy đó thì các bạn trẻ đó chỉ có một con đường là đi mua nhà rất là xa. Cho nên Barry phải đấu tranh để cho có thể có cơ hội để tạo ra điều kiện để mua giá nhà phải chăng, affordable housing. Và Barry là ứng cử viên duy nhất mà đã tạo ra điều kiện đó trong 10 năm qua. Nhưng có là chưa có đủ. Betty là hy vọng được cái chức vụ này đang chưa có thể làm được thêm. Betty Dương, nếu như cái ngân sách của quận, ngân sách của một giám sát viên để mà kiểm soát ngân sách hàng năm thì bao nhiêu rồi? Yeah, cái ngân sách của quận hạt Santa Clara tổng cộng là 12 tỷ. 12 tỷ. 12 tỷ là vì quận hạt là có trách nhiệm để đưa để quản lý bệnh viện. Mình có 3 bệnh viện lớn và 20 mấy cái clinic nhỏ. Và cái đó là những cái bệnh viện có thể là quý vị là cái vì là gia đình tị nạn, ai mà đã đi tị nạn tới quận hạt Santa Clara là đều được. Có thể bây giờ không có, nhưng mà hồi xưa là vô bệnh viện VMC để nhận để được có bác sĩ chăm sóc cho mình, y tá và chăm sóc cho mình. Cho nên cái hệ thống đó lúc nào cũng phải vững, vì nếu quý vị mà không có phòng emergency, quý vị mà không có cơ hội để có sức khỏe đó, thì là cái đó là mình biết là sức khỏe là trên hết. 12 tỷ, và quận hạt cũng là quản lý nhà tù nữa, và quản lý phòng tòa, district attorney, public defender đều là của quận hạt hết. Những cái dịch vụ của sở xã hội cũng là đều của quận hạt điều khiển. Trên trong cái 12 tỷ đó là phân nửa đó là tiền của tiểu bang và liên bang đưa xuống, đã ra lệnh rồi là mình phải xài số tiền như thế nào, để bao gồm vấn đề sức khỏe, để manage tù. Nhưng mà còn cái số tiền lại đó là quận hạt phải quyết định là như thế nào mình mới xây dựng cuộc sống khỏe và an toàn cho cử tri của mình. Như vậy là kinh nghiệm của một nhân viên và kinh nghiệm của một tránh văn phòng của quận hạt. Như vậy hai cái kinh nghiệm đó có giúp ích gì cho khi mà Betty Dương trở thành giám sát một quận hạt? Dạ, cảm ơn chú câu hỏi rất là hay. Thì cháu nói đúng là trong 10 năm qua cháu đã làm ở quận hạt Santa Clara, 5 năm làm tránh văn phòng cho giám sát viên Cindy Chavez, 5 năm làm nhân viên giúp cho giám đốc điều hành của quận hạt Santa Clara. Cho nên Betty đã có cơ hội, đã có phước để làm cho hai người đứng cao nhất trong quận hạt Santa Clara, và đã thấy rõ từ bên làm từ cái nội dung, từ cái position làm cho giám sát viên đó, là mình ra lệnh, mình ra điều kiện, mình ra tạo ngân sách và chính sách cho nhân viên của quận hạt quản lý. Và Betty đã từng làm người nhân viên mà đã nhận cái điều kiện, nhận cái lệnh của hội đồng giám sát viên, không phải chỉ một giám sát viên mà cả hội đồng giám sát viên đã nhận những cái lệnh của họ để cho mình có thể làm thực hiện được cho giám sát viên. Tại vì giám sát viên là chỉ quản lý, là quản lý policy, là chính sách. Rồi, nhưng mà cái người nhân viên là cái người mà phải áp dụng, phải làm thực hiện được từ cái policy, từ chính sách thằng phục vụ. Và Betty đã từng có kinh nghiệm đó, cho nên nếu mà được làm cái vai trò giám sát viên người Việt Nam đầu tiên tại quận hạt, Betty đã hiểu rõ là mình phải ra điều kiện, ra lệnh như thế nào để cho nhân viên có thể làm được, thực hiện được cho nó tròn cái trách nhiệm, cho đúng cái theo cái ý của mình. Ok, người ta nói thế này, nếu như mình không ngồi trong bàn ăn thì mình cũng chia phần được. Dạ đúng. Thế như vậy là có mặt của một trong những người Việt Nam mình trong quận hạt, thì cái ngân sách đó mình có thể đấu tranh được cho sự bình đẳng, cho sự công bằng cho mọi sắc dân, không? Trong đó có cộng đồng Việt Nam mình, mình có làm được. Yeah, absolutely, phải có đúng. Thì tiếng Anh nó là representation matters. Là vì cháu là người Việt Nam cho nên cháu hiểu rõ hơn những nhu cầu của người Việt Nam. Thí dụ cái chương trình móng tay lành mạnh, người Mỹ hồi nào thì không có nghĩ tới chương trình đó. Okay, nhưng mà vì Betty đã, cháu đã lớn lên trong gia đình thợ nail, những người làm ngành nail đã đi học với bao nhiêu các bạn mà từ cái ngành nail mới được đi học được, mới được có được đi học đại học, đi học thêm bằng cao nữa đó. Đó mình biết rõ đó là kinh tế của người Việt Nam. Và từ đó Betty có cái sự quan tâm cho sức khỏe của những cô chị, những người mẹ, những người cô mà đang làm ngành nail hàng ngày. Mình muốn cho sức khỏe của họ tốt, cho nên mới giúp Betty từ đó, mới từ cái kinh nghiệm là người Việt Nam, mới tạo ra, đã
thuyết phục được các giám sát viên để đồng ý cái chương trình mà tặng cho những tiệm nail, những máy lọc hơi để cho mình có thể đưa lên cái vấn đề sức khỏe cho những cô, những người làm nail. Ờ, thưa quý vị, cái điều đó đúng, thưa quý vị, có những cái phần mà văn hóa Việt Nam mà có thể là các nhà chính khách người Mỹ hoặc là các người ngoại quốc khác họ không biết, mà chính ngay được chính khách của người Việt Nam mình mới biết cái văn hóa Việt Nam mình bảo vệ được. Yeah. Mình đưa ra cái đề nghị hợp lý, hợp đúng. Tình, đúng không? Thì do đó người ta chấp nhận, đúng không? Yeah, cái đó cái điều mà có mặt của Petty Dược trong đó. Thì dù bây giờ ngành nail chẳng hạn thì đa số người Việt Nam mình là làm là về ngành, làm đẹp, phải không? Và cũng nhờ ngành đó mà chính bản thân họ và con cái họ bây giờ thành tài, thành công rất là nhiều, đúng không? Thế nên mời Nam có gì không Nam? Cái điều nãy giờ mình hiểu thêm về cô, cảm ơn Bùi. Tuy nhiên có điều này Nam muốn chia sẻ với tất cả quý vị này. Cộng đồng người Việt chúng ta thấy cô nói tiếng Việt như vậy đó. Quý vị tưởng tượng cô sinh ra tại Mỹ. Yeah. Sinh ra sau khi bố mẹ đến Mỹ mới đẻ cô bên này. Yeah. Mà cô nói tiếng Việt lưu loát như vậy. Oh, cảm ơn chú. Điều có nghĩa là gì? Phải yêu tiếng Việt của mình. Phải yêu cộng đồng của mình. Thì mới nói được tiếng Việt lưu loát như vậy. Cái thứ hai nữa, người tâm kể riêng chút xíu đó, là ông bố với bà mẹ của Betty là không có giỏi tiếng Anh. Dạ, yeah, không giỏi tiếng Anh. Mà làm người tị nạn giống như quý vị vậy. Mỗi lần gặp giấy tờ đập ra nó khó khăn như vậy thì lúc đó mới từ lớp tiểu học thôi, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 gì đó. Bắt đầu từ hồi lớp 2. Yeah. Bắt đầu lớp 2 là đi theo bố để phiên dịch ra city, ra county để phiên dịch. Yeah. Và biết lo cho cha, lo cho mẹ, lo cho cộng đồng từ lúc còn rất là nhỏ. Thì những người đó có cái người có tâm hồn phục vụ và thương yêu đồng bào. Do vậy chúng ta muốn được giúp đỡ cộng đồng, ta muốn được thăng tiến và muốn được giúp đỡ, chúng ta cần chọn the right person. Và cái người đúng mà chúng ta chọn phải là Betty Dương. Phải là Betty Dương, cho nên cái sự chọn lựa quý vị là rất là quan trọng để quý vị đặt cái chỗ đó một con người để lo cho mình, để lo cho cộng đồng của mình. Bởi vì con lợn có béo thì cái lòng mới ngon. Mình muốn biết con người như thế nào, mình có họ đối xử cha mẹ, gia đình, lối xóm, cộng đồng, bạn bè như thế nào. Yeah. Thì mới cái truyền thống đó, cái tâm lý đó, cái tính tình đó, nó sẽ bảo đảm được giúp. Và trong 10 năm qua làm cho cái chức vụ này thì cô đã từng giúp đỡ rất là nhiều người Việt Nam chúng ta cần giúp đỡ. Thì bây giờ đến lúc mình bắt cổ, không phải giúp cho cổ nữa, bắt cổ ngồi vào vị trí đó thì lo cho đồng bào mình tiếp tục. Quý vị có đồng ý với Nam thì bắt cô này ngồi đó không? Chứ không. Chúng ta có quyền chọn một người mà ta tin yêu nhất. Thì tại vì nếu như mình bỏ phiếu cho Betty Dương, tức là mình đã thuê Betty Dương làm công việc đó cho mình mà. Và thế này, tôi tin rằng đó là giai đoạn cực thịnh nhất của cộng đồng Việt Nam tại quận hạt Santa Clara. Bởi vì sao? Xưa thấy 49 năm mình có ai đại diện cho mình đâu. Mình là con ghẻ, không phải con ruột. Không như mình nói vậy cũng còn đúng anh Nam. Và thực ra ngân sách khi nãy Petty Dương nói, Mùi rất là đồng tình với Petty Dương. Nhiều khi có những văn hóa Việt Nam mình á, là những chính khách nào họ không biết. Do đó mình có, mình đưa ra, mình đề nghị những cái họ mới biết đó, đó, cái, và cái này nó quan trọng hơn nè. Cái quan trọng hơn đó, là cái tâm lý cổ trong suốt bao nhiêu năm nay cổ có cái phục vụ đồng bào, coi đồng bào mình là người thương, người thân, người ơn của gia đình, người thương, người thân. Cho nên mình đến có thể gặp cổ nó dễ dàng hơn. Không qua cửa quyền lắm. Thì tôi nghĩ cái đó là cái điều rất là có phước. Do vậy trong cái vòng 1 cổ mới ra lần đầu tiên ra đăng cử. Yeah. Mới cáo. Nhưng mà được đồng bào tin đến mức độ là bảo phiếu cho cổ hơn tất cả các 4 ứng cử viên khác. Dẫn đầu. Thì chúng tôi tin rằng quý vị không đã đưa cô ra tới mức này rồi. Con tàu mà đi giống như đi vượt biên anh Mùi. Đi nửa đường rồi. Bây giờ còn nửa đường còn lại là tới đích. Cái giai đoạn cuối này rất quan trọng. Thì lá phiếu quý vị giúp cho cô này tới đích. Qua tiếp lời Nam, thưa quý vị, thì biết bao nhiêu ứng cử viên nào là City Council vân vân là quý vị đã dùng phiếu, quý vị đặt niềm tin rồi. Nhưng quý vị thấy kết quả như thế nào?
Thì đây là lần đầu tiên Patty Dương, thì quý vị có thể nhìn thấy một Patty nó khác hơn. Bây giờ câu hỏi cho Patty Dương thế này được, để Nam suy nghĩ một tí. Ok Patty Dương, thì bây giờ có một số người trong cộng đồng Việt Nam mình á, nhiều khi họ vi phạm về tội hình sự, tội nhẹ mà thôi, biết không? Họ thi hành án xong rồi thì như bị một 5 tháng, 6 tháng, có thể 1 năm, 2 năm nữa, đúng không? Tuy nhiên sau khi họ thi hành án rồi, cái record của họ, hồ sơ họ vẫn có án trong á. Do đó khi mà họ đi xin việc làm rất là khó khăn lắm. Thì khi mà có record, có án rồi, tức là cả cái công ty họ ít nhận lắm, họ sợ lắm, phải không? Ok, thì những người đó thì bây giờ họ lâm vào trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, đi xin công an việc làm không được, thì dù cái công ty nhỏ, công ty lớn họ có từ chối đi nói như vậy, phải không? Ok, thì từ xưa đến nay thì không biết là Patty Dương có gặp những cái trường hợp như vậy và Patty Dương có giúp đỡ họ hay không? Mà nếu trong tương lai, nếu như những người mà họ lâm vào trong hoàn cảnh như vậy, thì Patty Dương có suy nghĩ như thế nào? Dạ, Betty xin nói trước, cảm ơn chú cho cơ hội đó. Thưa quý vị ơi, nếu mà có ai đang trong hoàn cảnh như vậy đó, xin quý vị cứ gọi số 408-299-5020. Hiện nay Betty không cần, Betty đang tạm thời nghỉ làm để đi vận động á. Nhưng đó là văn phòng của sếp của Betty, là giám sát viên Cindy Chavez. Quý vị gọi tới đó sẽ có nhân viên Việt Nam trả lời điện thoại và giúp quý vị đi tìm những cái chương trình mà luật sư miễn phí để xóa hồ sơ, để cho quý vị có thể lập lại cuộc đời. Thì cháu là hồi lúc ra trường là làm luật sư, là học luật, và cháu là cái công việc mà cháu rất là thích làm á, là để làm cái người free attorney, làm luật sư miễn phí ở những cái law clinic, để giúp trong cái hoàn cảnh mà cái tình trạng mà chú vừa mới kể đó chú, là có ai mà đã làm cái tội nhẹ 10 năm về trước, 15 về trước, 25 năm về trước, bây giờ tới ngày hôm nay nó cũng đi theo nó. Cái tội nó không có bỏ đi được, phải không? Mà bây giờ tuy là mình đã sống 20 năm không có làm cái gì sai, một cái ticket đậu xe có không có luôn, nhưng nó vẫn còn có trong cái record, trong cái hồ sơ của mình. Và cái người mà nhận đơn xin việc á, họ sẽ không có lấy thời gian để hỏi là chuyện gì sẽ ra ngày đó, what happened ngày đó, để cho có thể giúp mình. Nhưng mà bây giờ là mình bị hành luôn cho cả cuộc đời. Tuy là mình đã trả lại cái nợ cho xã hội rồi, mình không có cơ hội để lập lại cuộc đời. Và cái đó là tội nghiệp nhất là những người mà cứ tiếp tục sống như vậy, ráng tìm con đường để có sự nghiệp, công ăn việc làm. Cái tội nhất là đó là những người mà cứ ráng tìm vậy. Cái tai hại nhất là những người mà muốn vươn lên mà không vươn lên được. Bây giờ không có cách nào mà chỉ trở về con đường làm chuyện xấu thôi, tại bây giờ không có kiếm được việc làm. Cho nên đối với Betty đó là mình phải giúp cho những tội nhẹ đó là cho xóa, để cho họ cái thứ tự từ trong cuộc đời. Và hồi xưa đó là cái volunteer của Betty, là mỗi tuần Betty ngồi ở clinic để giúp những người trong tình trạng như vậy. Và Betty có rất là nhiều câu chuyện mà Betty phải xin nói khéo, tại vì đó vẫn là client của mình. Cho nên phải nói làm sao để cho mình không có ai có thể nghe câu chuyện lại biết rõ người đó. Cháu đã từng giúp một anh chàng này mà bây giờ là làm công việc, đã đi học đàng hoàng được nhiều bằng rồi, đi theo cái đường lối của mình. Nhưng mà hồi anh vừa mới còn nhỏ đó, đã qua Mỹ, hồi còn tuổi trẻ, 11, 12 tuổi, vô trường bị ăn hiếp. Và hôm lúc đó là Việt Nam vẫn còn xấu rất là ít. Anh là qua đây là sống rất là low income, lợi tức thấp, gia đình lợi tức thấp, mới bắt đầu lại làm là lập cuộc sống ở Mỹ đây, đi học lại có bị ăn hiếp rồi bị đánh nữa. Và hôm tin từ đó đó là em, anh chàng đó mới nhập vô cái băng đảng, đặng cho mục đích là để bảo vệ mình thôi. Sau đó ảnh là 17 tuổi, ảnh đã đi theo, đã làm chuyện xấu với băng đảng này, giờ từ đó đã ngồi tù. Đã mà lúc đi ra tòa đó là tòa nói là cậu là 17 tuổi, tôi sẽ xử cậu như là người lớn, cho nên cậu trả cái giá rất là cao, tại vì 17 tuổi vẫn rất là con nít, phải không? Sau đó cậu đã ngồi tù á hả, một số thời gian, thì sau đó ra tù đó đi học lại, đi làm volunteer. Đi volunteer ở nhà thờ của mình, đi volunteer để cho có thể trả lại cái nợ cho xã hội. Tại anh cũng rất là giống như có cái cảm giác có lỗi đó. He felt very ashamed. He felt very sorry. Con xin lỗi là tiếng Việt không có nói rõ được cái ý đó. Và lúc gặp tới Betty đó là đã là gần 20 năm rồi. Gần 20 năm không có làm điều gì sai, xây lại cuộc đời của mình. Và đã nói là đã học được rất là cao, nhưng mà không có kiếm được việc làm. Cho nên bây giờ làm sao có thể mình bỏ qua cái chuyện này được không? Từ đó đó Betty đã viết bài, đã ra tới tòa để cho cãi giùm cho ảnh, mình cho có thể xóa lại hồ sơ. Và Betty nhớ cái ngày mà thẩm phán nói là hồ sơ bây giờ tẩy rồi đó, ảnh bắt đầu khóc. Bây giờ Betty nhắc lại cũng bắt đầu khóc nè.
Anh khóc, mà anh là người lớn nha, mà khóc chảy nước mắt ngay nhà tòa. Giờ anh nói là anh cảm ơn, bây giờ anh có thể finally tiếp tục lại cuộc đời rồi. Người ta nói rằng dù xây chỉ được u đồ không bằng làm phúc cừu cho một người là như vậy. Ok, bây giờ câu hỏi này rồi để nam nghe chưa. Ok, đó là vấn đề mà người ta bị coi như là có thể là vi phạm hình sự, có thể bị tù tội này kia nọ, Petty Young có thể giúp được. Bây giờ trong cộng đồng mình nó có một số người trên này họ đặt câu hỏi và họ rất là khó, không biết bây giờ là nhờ ai. Thì như vấn đề mà án trên xã hội của họ là phúc lợi xã hội của họ, nhiều khi họ lớn tuổi rồi họ cũng biết là ăn nhiều, nhiều khi cũng có người việc hỏi những câu hỏi mà nhiều khi họ trả lời không được, họ bị mất cái phúc lợi của họ. Đúng rồi. Thì như những người cao niên, những người 65 tuổi họ muốn có tiền gia chẳng hạn, nhiều khi họ trả lời những cái câu hỏi mà không đậm trong cái những cái require của trong đó thì họ bị từ chối chẳng hạn. Và có thể nhiều chữ thông dịch sai nữa. Thì như vậy những cái trường hợp như vậy thì Petty Young có thể có cái khả năng để giúp cho họ trong cái vấn đề này được không? Là vì lý do đó mình mới có trung tâm phục vụ Việt Mỹ ngày hôm nay. Là tại vì Betty đã nhớ là hồi nhỏ là phải thông dịch cho ba má. Lúc mình còn nhỏ đó là tiếng Việt không đủ, tiếng Anh cũng chưa học xong, cho nên là có nhiều lúc Betty thông dịch lời sai và thấy cái hậu quả cho gia đình, ảnh hưởng gia đình. Cho nên lúc quận Hạc xây dựng trung tâm phục vụ Việt Mỹ là ngay đường Center và đường Tully, quý vị ơi, là cái thiết kế đó là làm sao cái gì mà Betty xây dựng, cái gì mà Betty dịch vụ gì mà mình để trong vào cái trung tâm này đó, Betty nghĩ tới cha mẹ của mình, cha ba má có thể tới được không, ba má có thể dễ tìm đường tới, ba má có thể dễ hỏi được không. Cho nên từ đó mình biết là phải có người Việt Nam nói tiếng Việt Nam, hiểu văn hóa Việt Nam mà hiểu tình trạng của cộng đồng người Việt Nam nữa, làm ở trung tâm mở cửa từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối để cho quý vị không cần phải kẹt giờ đi làm hay là giờ rước con đi học về đó, là quý vị có thể có thời gian để tới để tham khảo với nhân viên ở đó sẵn sàng giúp quý vị, để cho có thể biết về mấy cái đơn, biết về mấy cái phúc lợi. Cho nên là tại đó là mình có nhân viên của sở xã hội ngồi ngay đó luôn. Cho nên thưa quý vị mà tới đường center, tới cái văn phòng của sở xã hội mà thấy đứng xếp hàng 40 phút, 50 phút lâu quá đó, quý vị có thể có tới trung tâm phục vụ Mỹ. Ít khi có người xếp hàng lắm, tại mình có đủ nhân viên ở đó để phục vụ cho quý vị, là có thể giúp được quý vị nộp đơn cho nó đúng và có thể là khai giấy tờ cho nó chuẩn, cho đúng theo ý của, đúng theo cái ý mà mình muốn chia sẻ ra. Ok, những trường hợp những người mà họ đã khai sai rồi thì về trung tâm có thể giúp cho họ điều chỉnh lại vấn đề đó. Dạ, thì tới nói chuyện với nhân viên, nếu mà là về vấn đề xã hội thì có nhân viên của sở xã hội giúp. Nếu mà là vấn đề medical hay vấn đề sức khỏe đó, sẽ có nhân viên của hệ thống sức khỏe của quận Hạc có tại đó giúp luôn. Mà cái cảm động nhất, cái ấm lòng á, là lúc mình khai trương trung tâm phục vụ Mỹ đó, mình biết là phải cần có nhân viên Việt Nam, cho nên là quận Hạc đã phát tin nha toàn cả quận Hạc. Nếu mà nhân viên Việt Nam nào nói được tiếng Việt Nam, hiểu văn hóa Việt Nam, culturally competent, muốn làm ở đây đó, xin yêu cầu nộp đơn tới. Nhưng mà ai cũng đều biết là nếu mà quý vị mà tới đây làm á, là lúc nào cũng sẽ phục vụ cho cộng đồng. Tại người ta sẽ, người Việt Nam sẽ liên tục tới đây, sẽ hỏi câu hỏi, có thể họ hỏi câu hỏi không phải đúng theo cái expertise của mình á, mình phải sẵn sàng giúp. Và Betty biết là lúc quận Hạc đưa ra cái tin đó là bao nhiêu nhân viên Việt Nam lao tới muốn xin được làm ở đây, đến nỗi mình có too many, mình có nhiều người. Ban đầu là ai cũng đang nói Betty quay chừng thiếu. Trong đó các bạn chúng Nam gần hết rồi. Không biết anh Nam thấy không, như Betty Dương nói cho vấn đề này, thấy không? Nếu như cộng đồng Việt Nam mình nghe được Betty Dương thì đây là phúc lợi của cộng đồng mình rất là nhiều. Có những chương trình nhiều khi mình không biết anh Nam. Có những cái chương trình mình cần giúp đỡ mà mình không biết ở đâu giúp đỡ. Đúng rồi. Không? Và các ứng cử viên, tôi thấy từ xưa nay các ứng cử viên thì khi nói vấn đề này lắm. Anh Nam có công nhận điều đó hay không? Dạ, đúng vậy anh Bùi. Bây giờ hỏi cô một câu này nè. Có nhiều người cũng băn khoăn. Biết rằng họ băn không khoăn. Băn khoăn là lo lắng á. À đúng, dạ lo lắng. Họ bị một người họ muốn cháu được đắc cử. Dạ. Nhưng mà sợ cháu không đủ xăng chạy, họ muốn chiếc xe cháu chạy tới nơi bến, sợ không đủ xăng chạy. Dạ. Họ muốn giúp đỡ cháu. Dạ. Yeah. Mà có người nói giúp đỡ, muốn donate, muốn giúp đỡ, muốn cống hiến, muốn cạn tặng gì đó. Thì đòi hỏi nhiều tiền lắm. Họ sợ ngại lắm. Thì họ muốn, ví dụ là họ muốn cháu đang xây một ngôi nhà lớn. Họ muốn hãnh diện trong việc cái lâu đài mới đó cho cộng đồng Việt Nam á. Có đóng góp của họ. Cho dù một hạt cát, cho dù một viên đá, cho dù một cái
cái miếng gỗ, thì họ muốn có chung là muốn có cái công trong công trình đó, có công sức của tôi, có sự đầu tư của tôi, họ muốn biến cho đủ năng lực tài chính để chiến thắng cái cuộc bầu cử này. Họ muốn donation thì bao nhiêu là tối thiểu có thể giúp cho cháu được? Bao nhiêu là tối thiểu? Một đồng là cháu cũng quý. Là thưa quý vị ơi, là nếu mà mình Betty biết là cuộc sống càng ngày càng khó khăn tại quận hạt Santa Clara, ai cũng đi làm cực, ai một đồng nào Betty cũng quý hết đó. Cho nên nếu mà quý vị chịu yểm trợ cho Betty, có khả năng đi yểm trợ cho Betty, xin quý vị nghĩ tới consider một đồng donation cũng là giúp Betty rất là nhiều. Vậy tí nữa chú ý cái chắc đồng cho con. Dạ cảm ơn chú. Dạ. Nhưng mà nói đúng ra là như thế này. Do vậy có nhiều người thắc mắc á, là họ muốn cái cây mà nó ra quả ra tốt cho cả cộng đồng hưởng á, mà bây giờ mình không có tưới cái cây, thì cây nó chết. Đúng rồi. Nó chết ra không ra trái được, cộng đồng mình đấy đâu ra được hưởng. Do vậy muốn có cái lá cây, cái trái nó che mát, có đem trái ngọt cho cộng đồng, chúng ta cũng có thể nghĩ đến cái chuyện là nếu mình chút có chút khả năng, có chút dư giả, thay vì hôm nay mình đi ăn phở, mình ăn tô to, mình đi ăn tô nhỏ dư được một vài đồng, thì bé Thi Dương cô chú con có một hai đồng thôi. Đó là cháu rất là quý cái một hai đồng đó. Cái điều này rất là động, thưa anh Nguyễn Xuân Nam, về bé Thi Dương thì cộng đồng Việt Nam mình thì nhiều khi họ cũng ít theo dõi tin tức, rồi ít theo dõi vấn đề lo cái là làm lụng kiếm tiền để nuôi con nó cả nhiều, chứ không biết là vấn đề tránh cử, rồi vấn đề mình donate, tức là mình giúp đỡ cho ứng cử viên như thế nào. Thì có một số người họ nghĩ rằng trời ơi, nếu như mình giúp đỡ cho ứng cử viên như vậy thì tối thiểu là 100-200 như vậy, cái số tiền đối với họ lớn, và họ cũng biết rằng cái mình ủng hộ cái mức tối thiểu là bao nhiêu, họ nhiều khi họ không biết, và họ không biết chứ không phải là không nghĩ đến cái đó. Thì đó, thưa quý vị, hôm nay Betty Dương nói rằng tức là quý vị có thể là giúp đỡ $1 hoặc $2 vẫn được như thường, chứ không phải là cần giúp. Nhưng mà cái quan trọng đâu là gặp cháu ở đâu thì giao như thế nào. Dạ thưa quý vị ơi, quý vị có thể donate qua mạng á, là cái cách dễ nhất mà nhanh nhất và tốt nhất, có nghĩa là quý vị vừa donate đó, là nó hiện lên cho cháu liền, và cháu là có cơ hội đi cảm ơn ngay liền. Còn nếu mà quý vị muốn á, thì quý vị email info@bettyyoung.com thì cháu sẽ nhận lời. Cháu sẽ nhận cái email của quý vị. Nếu mà quý vị muốn cháu tới tận nơi để nhận check, hoặc là nhận cái sự đóng góp của quý vị hay ý kiến của quý vị đó, là đây sẵn sàng tới. Hoặc là tới thăm cũng được nữa. Quý vị ở trong khu vực quý vị đang ráng quyết định bầu cho ai đó, cứ đánh email Betty sẽ tới thăm, sẵn sàng tới. Còn nếu mà muốn donate trực tiếp á, thì là www.bettyyoung.com/donate là sẽ có. Như vậy sắp tới họ tới chỗ mà cháu mà vào đồng tranh cử được không? Ví dụ như cháu nghe sắp tới cháu làm tiệm cà phê gì đó. Đúng rồi, thưa quý vị ơi, ngày 23 tháng 6 là sẽ có, ngày 23 tháng 6 từ 3 giờ chiều tới 5 giờ chiều sẽ là kick off, có nghĩa là bây giờ mình vô vòng trong rồi, mình sẽ bắt đầu gõ cửa lại, mình sẽ fundraise lại, gây quỹ lại, mình sẽ ăn mừng với nhau cho bắt đầu lại một cái cuộc chiến mới. Cho nên quý vị xin, nếu quý vị có thời gian ngày đó đó, xin Betty xin mời quý vị tới cái tiệc ra mắt campaign launch và fundraiser của cháu tại Academic Coffee. Đó là ngày thứ mấy con? Dạ, đó là Chủ nhật. Chủ nhật. Dạ, 23 tháng 6 ngày Chủ nhật từ 3 giờ chiều tới 5 giờ chiều tại tiệm cà phê Academic Coffee, là tiệm cà phê của gia đình cháu, là 499 đường số 2 ở dưới downtown San Jose. Như vậy thì chú sẽ tới đó dự và sẽ gửi cho cháu 1 đồng. Yes, cảm ơn chú. Gửi cho 1 đồng. Dạ. Chú mùi 1 đồng nữa là 2 đồng. Đó là được quá rồi. Cảm ơn. Đồng nữa. Để cho ông lòng tí. Như vậy thì quý vị cùng đến với Nam, với Mùi Nguyễn Ngọc Mùi tới tham dự buổi kick off của cô Betty Dương. Dạ. Vào ngày 26. 23. 23 tháng 6 và ngày Chủ nhật và lúc 3 giờ chiều. 3 giờ chiều. Wow, chúng tôi sẽ có mặt ở đó cùng tất cả quý vị. Đường nhà 499 đường số 2. San Jose. Thì đúng thưa quý vị, thì cũng mong muốn rằng là có một người Việt Nam lần đầu tiên trong 49 năm, tức là sáng năm 50 năm rồi, tức là cũng có một người Việt Nam đại diện trong quần hạt Santa Clara. Như vậy quần hạt Santa Clara mà bây giờ Betty Dương ra thì có mấy quần hạt, có mấy district nào ạ? Dạ có 5 district. Okay, dạ.
thì mỗi district là có dân tới 400.000 người cử tri. Thì khu vực 2 đó là khu vực mà Betty đang ứng cử cho, khu vực đó là 400.000 người, nhưng mà lại là cái khu vực nhỏ bé nhất. Những khu vực kia là phải qua 2, 3, 4 cái thành phố mới đạt được cái số dân 400.000. Nhưng mà quận hạt khu vực 2 đó chỉ phân nửa của thành phố San Jose thôi là tới 400.000 người như dân rồi. Là tại vì là ở đây là cái khu mà đông nhiều người ở sát nhau nhất. Mà cái khu cho là khu Việt Nam nhiều nhất đó. Nhiều Việt Nam nhiều nhất, đúng rồi. Mà cái khu này Việt Nam nhiều nhất, Mỹ nhiều nhất, coi như là 1/3, 1/3. 1/3 người Việt Nam, 1/3 người Mỹ, 1/3 người Mỹ trắng, người Tây. Đó là cái hay đó, là mình là, cho nên vì vậy là Betty, đối với Betty rất là quan trọng là ai cũng được có cái tiếng nói công bằng với nhau. Cháu biết tại sao người ta bầu cháu không? Tại sao chứ? Tại vì người ta nói với nhau là yeah. Betty is better. Oh, thank you chú. Là Betty là tốt hơn. Tại vì có tới 5 cô ra tranh cử, và cô này cô mới nhất, lần đầu tiên ra tranh cử, và người dẫn đầu của tranh cử này. Thì bây giờ chúng ta đẩy thêm bước nữa đó, để cho cô Betty cô được better, rồi cô về cá nhân cô được vào trong trong county đại diện cho quý vị. Cái thứ hai là nhờ đó thì cô mới phục vụ quý vị cái tốt hơn nữa, nhiều phương diện hơn nữa. Do vậy đem cái giao kèo chúng ta nha, quý vị kêu gọi bạn bè, anh em, người quen biết bầu cho Betty, donate cho Betty, dù là một đồng là và cái thứ hai nữa, Betty khi hứa với chúng ta là khi cháu được vào tranh cử mà cháu thắng rồi, cháu hết lòng với chúng ta. Bên này mình hết lòng để bầu cho cổ. Dạ, cảm ơn chú. Thì bên kia cổ hết lòng lo cho chúng ta, như đã từng lo chúng ta trong suốt 10 năm qua. Thật ra anh Nam nói hết lòng với cộng đồng Việt Nam thì cái điều đó thì cũng hoàn toàn cho lắm. Nhưng có cái đòi công bằng cho cộng đồng Việt Nam mình là điều chính xác. Không có thiệt thòi so với các cộng đồng khác. Đừng để bị thiệt thòi với so cộng đồng khác. Thì đó là một cái chuyện có trách nhiệm của Betty Dương. Rồi bên cạnh đó thì quý vị phải... Khoan, 15 cái chuyện này sao nó quên nè. Có chuyện này đáng nhớ nè. Gần đây đó chúng ta thấy có những cái cuộc ra mắt sách, những cuộc sinh hoạt cộng đồng rất lớn diễn ra tại quận hạt Santa Clara. Chúng ta có nhờ những cái người mà giám sát viên rất là tuyệt vời như ông Otto Lee, bà Cindy Chavez, và ông Dave Cortese, cựu giám sát viên. Và bây giờ chúng ta thấy bà Dave Cortese mãn nhiệm hết 8 năm á. Thì nhiệm kỳ cô Betty Dương thì thế vào chỗ đó. Mà cô Betty Dương làm hoặc yên chắc là bằng hoặc là tốt hơn bà Cindy. Như vậy chúng ta có một cái hội đoàn, chúng ta thấy rằng ngày sắp tới ngày 19 tháng 6 ngày quân đường Việt Nam Cộng Hòa, thành lập quân đường Việt Nam Cộng Hòa 49 năm cũng tổ chức tại đó. Và tôi biết rằng ông ứng cử viên dân biểu liên bang, ông bạn của cháu tên gì vậy? Evan Lowe. Ông sẽ có mặt ở tại đó để gửi tới chúng ta cái nghị quyết cờ vàng do Santa Clara bảo trợ. Trong đó có cô Betty Dương này, một con người, con gái mà có trái tim của người Việt quốc gia chúng ta, cái trái tim của Việt Nam Cộng Hòa chúng ta, đang nằm ở vị trí này. Và chúng ta biết rằng ông Evan Lowe là ông người Tàu, nhưng cũng mang lá cờ vàng, vinh danh lá cờ vàng cùng các dân biểu người Việt Nam chúng ta để đến vinh danh ngày hôm đó. Và cái việc event đó được happen, được xảy ra, một phần có sự giúp đỡ cô Betty Dương, một người mà có thể nói rằng hết lòng hết dạ đứng đằng sau lưng cộng đồng, tạo điều kiện cộng đồng. Và bây giờ chúng ta thấy sau khi thành phố San Jose hất hủi nhiều nỗ lực cộng đồng Việt Nam á, thì quận hạt Santa Clara là cái chỗ mà dung túng, chứa chấp, đùm bọc, giúp đỡ. Cho nên chúng ta phải có những người trong cuộc, trong đó ví dụ có bà Cindy Chavez, có ông Otto Lee, có những người khác vân vân. Thì chúng ta mới có được cái như vậy. Và bây giờ chúng ta sắp hết bà Cindy Chavez, chúng ta giữ lại cái chỗ đó bằng mọi cách cho cô Betty Dương này, thì chúng ta sẽ hưởng cái đó dài dài. Chúng ta chờ nó dài. Thì chúng ta, cái việc đầu tư chúng ta là cái gì? Đầu tư chúng ta việc rất nhỏ, có hai việc. Thứ nhất là việc bầu đầu tư lá phiếu, vợ chồng, con cái, anh em, cha mẹ gì đó cứ kéo nhau mà bầu cho Betty Dương. Bầu cho Betty Dương là Betty is better, thì tốt đẹp hơn. Thứ hai là nếu quý vị không may, thì trong lúc quý vị muốn có cho cô thì có đủ xăng nước để chạy đến nơi tới chốn đó, thì
quý vị có thể qua cái email là info@bettyyoon.com info@bettyyoon.com. Vì đó tôi là Nguyễn Văn A, Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị C đó, yeah. Muốn donate cô một đồng, yeah. Cô có thể ghé qua nhà tôi nhận đồng này không, yeah. Thì Betty Dương cho địa chỉ, số điện thoại, Betty Dương sẽ lái xe, sắp xếp thời gian lái xe đến tận nhà quý vị để xin quý vị một đồng đó. Cái một đồng nó không lớn nhưng tấm lòng của quý vị với Betty, yeah. Yeah. Ông tổng thống Joe Biden, ông hãnh diện gì? Tôi đọc cái bài báo mà ông biết nè, tôi hãnh diện, tôi có 1.600.000 người Mỹ ủng hộ, uh-huh, tôi, uh-huh. Với số tiền minimum, số tiền rất là nhỏ, yeah. Mà ông hãnh diện có 1.600 tá phiếu ủng hộ, cái đó là ấm lòng người ra tranh cử, đúng rồi, được cộng đồng dân chúng đùm bọc và đồng bào về đồng. Bây giờ quý vị nghe Nguyễn Xuân Nam với Nguyễn Ngọc Bùi á, thì ngày mai quý vị nghe xong quý vị tác dùm vô trong cái email cho Betty Dương á, là Betty và info at bettydương.com, uh-huh. info@bettydương.com, và quý vị cho Betty Dương biết rằng tôi muốn gặp cô để có một món quà nhỏ cho cô, uh-huh. Một đồng, hai đồng gì đó. Và quý vị có thể ghi số điện thoại quý vị và địa chỉ quý vị xuống, email về Betty Dương, thì Betty Dương sẽ tìm được thời gian lái xe đến thăm quý vị và xin nhận món quà hỗ trợ quý vị. Bây giờ chúng ta nghĩ ngày mai quý vị có thể cộng đồng người Việt mình tại khu vực này có thể 200 người, có thể là 3-4-50 ngàn người là cử tri. Quý vị có thể làm 10.000 người email về cho Betty Dương không? Mình email 10.000 người cháu có chịu nổi không? chịu nổi. Sẵn sàng. Yeah. Cần thiết thì anh Bùi với chú lái xe đi. Okay. Okay. À, thì đúng như vậy, thưa quý vị, thì có một bài báo phân tích cho thế này. Thì một người họ đi xin tiền khoảng là $250 cho một người mà thôi. Thì có một người khác thì họ có donate là 40.000 cho một người. Thì quý vị thử xem đi, nếu như 40.000 cho một người mà bên kia là xin khoảng $250 cho một người mà thôi, như vậy cái số phiếu của người mà ít tiền đó lên đến 192 người, mà còn cái phiếu của cái người mà được một số tiền lớn 40.000 chỉ có một phiếu mà thôi. Vô vô hỏi con không anh. Cái có limit không? Ví dụ có nhiều người mà họ mới vừa được lên lương, yeah. Họ vừa làm ăn sáng cá, họ quý cháu họ muốn cho nhiều hơn, thay vì đồng, yeah. Thì ở trong maximum là nhiêu? Dạ, yeah, maximum là 1.000 đồng. 1.000 đồng? Dạ. 1.001 cũng được. 1.001 không được, phải là đúng 1.000 đồng. Đúng 1.000 đồng. Là tối đa nhất. Okay. Yeah, maximum. Có nghĩa là minimum là $1, mà yeah. Maximum là $1,000. Đúng rồi, đúng rồi. Mà yeah. Nếu quý vị muốn thì nếu mà quý vị muốn donate trực tiếp với Bê rất là cảm ơn, thì là www.bettyyoon.com/donate. Uh-huh. Còn nếu mà muốn gửi email để cho Bê tới thăm quý vị đó, Betty, I would love that, là info@bettyyoon.com. Cảm ơn quý vị. Ừ. Ok, bây giờ có hỏi chót nè. Yeah. Rồi không biết Nam con có chót nào đúng không? Dạ, yeah, anh có okay. Chót, Nam có chót. Ok, bây giờ người ta trước đây thì biết bao nhiêu là ứng cử viên, khi mà họ đắc cử rồi á, thì họ mất một thời gian để họ học việc. Ừ. Thì không biết Betty Dương có phải gặp phải trong cái trường hợp như thế này hay không? Ừ. Betty có thể mạnh dạn nói là không phải trường hợp này. À. Là tại vì bao nhiêu người đã đắc cử trước, ngoài học làm công việc đó con không phải là cái tội, phải không? Cháu con không có trách cái chuyện đó, nhưng cháu đặc biệt là cháu ngược lại, cháu đã làm công việc này rồi từ cái tư cách của nhân viên của giám sát, văn phòng giám sát viên, và từ cái tư cách là nhân viên của giám đốc điều hành, cho nên Betty là hiểu rõ cái cách để làm việc của quần hạc rồi, cho nên là mình vừa vô cửa bước chân vào là làm việc liền. Okay. Dạ, cảm ơn. Và thưa quý vị, thì nhân dịp này thì chúng tôi muốn có tất cả quý vị này, câu tiếng Việt mình tôi là thích nó nói về cái giao tục ngữ, con lợn có béo thì cái lòng mới ngon. Nhìn thấy một con người được nuôi dạy trong bối cảnh như vậy, tôi chưa biết bố mẹ của là ai, yeah. Nhưng mà tôi nhìn cái cây trái mới biết là cái nhìn cái trái mới biết cái cây, yeah. Cái cây nó tốt mới cái trái nó đẹp được như vậy. À, cảm ơn chú. Thì tôi muốn có cái lời cảm ơn bố mẹ cô, và cái lời chúng ta đưa được của cô này lên đó, thì đó là thành quả chung cộng đồng của mình. Bởi vì sao? Bất cứ người nào dù không có thế lực nhưng mà là đứa con cưng cộng đồng, lo lắng cộng đồng, thì khi cần cộng đồng mình sẽ hết sức đùm bọc bảo vệ, yeah.
hàng triệu người, hàng trăm ngàn người, hàng chục ngàn người, lớp lớp tầng tầng donate cho cụ, cho cụ 1-2 đồng. Yeah. Và cái thứ hai đó là gì? Cho cụ lá phiếu. Và như vậy thì quý vị cảm thấy vui là khi cái ngày đăng quang của cụ đó, tôi sẽ mời quý vị, tất cả quý vị đến cùng chia vui, uống ly cà phê với cô để mừng lễ đăng quang một cô gái yêu thương đứa con cưng cộng đồng được làm chức giám sát biên quận Santa Clara. Bây giờ quý vị cùng chúng tôi thực hiện cái giấc mơ nhỏ này nha. Nhớ một điều, donation, và nhớ điều thứ hai, vốn bỏ phí cho cô. Chỉ hai điều thôi. Và cái điều thứ ba là tôi có trách nhiệm sẽ mời quý vị đến tham dự cái ngày đăng quang của cô. Yeah. Cái ngày nhậm chức của cô tại quận hạt Santa Clara. Và quý vị sẽ được cô, sẽ được cô đến tham dự tay bắt mặt mừng với nhau, chụp ảnh lưu niệm và cho mọi người thấy rằng cô có cái lời cảm ơn trực tiếp quý vị và chụp ảnh lưu niệm với cô cái ngày của đăng quang. Và chúng ta mở một trang sử mới cho cộng đồng Việt Nam chúng ta, để chúng ta không còn bị bỏ quên nữa. Chúng ta được trân trọng, chúng ta được yêu thương, chúng ta được đùm bọc, chúng ta được đối xử cách bình đẳng với các cộng đồng khác. Con làm được điều đó không? Dạ, con sẽ làm điều đó. Wow, lên nha. Yeah, thank you. Đúng quý vị, cũng như là cái các ứng cử viên cần quý vị hơn là quý vị cần ứng cử viên. Đúng rồi. Do đó quý vị có quyền bỏ phiếu và có quyền chọn lựa. Thì trước đây nhiều khi mình rất là nhầm lẫn. Ồ, có thể là mình phụ thuộc vào ứng cử viên đó, hay là mình phụ thuộc ông thị trưởng này, hay là mình phụ thuộc ông bà trạm giám sát này, hay là mình phụ thuộc với ông City Council hả? Này, thực ra là mình có quyền chọn lựa và mình có quyền là mình yêu cầu họ làm gì để phục vụ cho chính mình lại. Thì một lần nữa cảm ơn Petty Dương đã chịu khó chờ đợi cho đến ngày hôm nay. Yeah. Bạn nào có gì nữa không? Thú thật là từ ngày của mà có kết quả bầu cử giờ đó, mới được gặp lại cậu. Thì mình cũng rất là vui. Trong cậu khỏe mạnh hơn và bắt đầu hành trình sắp tới rất là vất vả. Thì chúc cậu thành công, chúc cậu có sức khỏe và thành công. Thì chúng tôi cũng mở rộng bàn tay, nếu các ứng cử viên, đặc biệt là San Jose, nếu quý vị muốn trình bày hay là tâm tư hay là muốn gợi gắm với một điều kiện, với một điều kiện, em biết điều kiện gì, mình mời everyone vì mới một điều kiện. Chẳng sắp tới chúng tôi sẽ có ông dân biểu Evan Lowe sẽ đến mặt ở đây cùng với chúng tôi. Bởi vì tại sao chúng tôi nói vậy? Chỉ một điều kiện duy nhất là anh phải có sự phục vụ cộng đồng Việt Nam. Điều kiện chúng tôi không phải là cái gì cả, không phải đi cà phê, không phải bánh trái, không phải gì đâu. Mới một lời hứa thôi. Anh đừng có đá cộng đồng tôi, anh đừng chơi xấu cộng đồng tôi, anh phải lo cộng đồng tôi đàng hoàng. Thì cộng đồng tôi rất là hãnh diện để bầu lá phiếu cho anh. Thì Evan Lowe nói chuyện rất dễ thương. Anh Nam, tôi sẽ làm hết sức cho cộng đồng anh. Đó là những điều ta cần, thưa quý vị. Và ngày hôm nay quý vị thấy chúng ta nói với cô bé Thị Dương về, tôi tin vào cổ vì tôi biết cổ lúc cổ là sinh viên đến đây cũng bao nhiêu năm nè. 20 năm rồi chứ. 20 năm, tôi biết cậu từ lúc cô còn là đứa sinh viên. Và như vậy suốt 20 năm tôi theo dõi cô này, thì tôi có thể kết luận nếu mà cô được đắc cử không phải may mắn cho cô không, mà it's a luck for us, cũng là sự may mắn cho chúng ta, trong đó các người Trung Nam. Và thôi chia tay quý vị ở đây, và sắp tới chúng tôi sẽ có một nhân vật nữa cũng rất được mà cần sự giúp đỡ quý vị, dân biểu liên bang Evan Lowe. Thưa quý vị, và anh ta đang về nhì trong cuộc vận động sơ bộ, rất là cần được giúp đỡ của quý vị. Chúng ta làm trường quan mục này, quý Nam có rất vui, trước đây chúng ta đã làm một số cuộc lật đổ rất ngoạn mục, những nhân vật về cuối về được vươn lên. Thì quý vị cùng giúp Việt Nam thêm lần nữa, giúp cộng đồng ta thêm lần nữa, bầu Evan Lowe cho chức vụ dân biểu liên bang. Thì hiện nay ông ta là dân biểu tiểu bang thôi. Và cặp bài trùng, một người là giám sát viên, một người là Santa Clara, một người dân biểu liên bang, quý vị muốn diễn được. Đúng không? Họ phục vụ cộng đồng mình hết mình mà. Đúng không? Rất là thú vị. Chú cảm ơn con và chúc con may mắn. Dạ, con cảm ơn chú. Dạ. Rồi một lần nữa cảm ơn Petty Dương. Dạ. Đã đến với anh em chúng tôi. Rồi hẹn Petty Dương, không biết là trong thời gian tới. Chừng nào cho cháu lên là cháu sẽ tới. Và quý vị cũng có thể nghe cái bài nói chuyện này trên làn sóng 1430 trong cái chương trình của người bạn chúng tôi. Chúng tôi sẽ thông báo ngay giờ sau. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị.
cảm ơn sự giúp đỡ tất cả quý vị. Rồi, chúng ta cùng làm việc nha. Cảm ơn quý vị. Dạ, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Anh Em Chúng Tôi. Và một lần nữa cảm ơn quý vị. Betty gọi lại cho em. Dạ, Betty Dương xin cảm ơn quý vị đã giúp Betty, đã ủng hộ Betty. Mà quan trọng nhất là đây là cộng đồng người Việt Nam tại quận Hạ Santa Clara đã giúp Betty thành người, thành có ngày hôm nay. Cho nên Betty sẽ lúc nào cũng sẽ đóng góp và phục vụ cho cộng đồng người Việt Nam. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn cô. Cảm ơn chú.